Ok, hello, chào mọi người đã quay trở lại với Paranormal Syndrome. Nay mình sẽ tiếp tục chơi với anh Cune Cune kia kìa. Chung là đã nói là sau khi mà sửa được cái quạt thì sẽ tiếp tục up video. Mình sẽ tiếp tục làm, tiếp tục xong làm cho đến khi nào xong cái series này cả. Tăng âm lượng lên cái nhỉ, tăng âm lượng lên dần nhỏ xíu để mọi người đỡ phải kia. Ok, lúc trước tập trước thì ông lão đây đã cảnh báo mình về cái bà cô mà cái áo đỏ đỏ đó, nhiều người đã biết. Giờ theo mình sẽ làm cái gì thì mình lại không biết vậy đó. Giờ làm gì ta? Hello, mình đi đâu? Ngày càng ấm lên, ấm lên. Không nên vô trọng, có gì đó khiến mình lại quan tâm đến việc đó là mình không nên vào trọng, sẽ có gì đó nó sẽ bất chợt nó xảy ra. Có nên quay lại cái hay là mình lên gọi cho Himuro-san, chắc vậy. Có vẻ như vẫn còn bật nhưng mà cái tiếng thì rất là tệ. Ông ơi, giờ con nên làm gì đây ông? Giờ nên làm gì? Heo vô sân chơi à? Hai từ có vẻ như là thứ gì đó mà một người nào đó đã quên để quên. Ok, những món đồ chơi của khu vui chơi đã được đặt ở đây, có vẻ như không qua đây. Ê, bà cậu. We meet again. Chúng ta đã gặp lại nhau. Cô gái à? Bà cô, liệu có ổn không với cô khi mà cứ đi lanh quanh ở cái khu vực này? Cô sẽ bị tìm thấy bởi cái thứ chánh chánh đó. Ether, đứng hình 5 giây. Có chuyện gì? Tại sao lại làm cái vẻ mặt như thế? Có gì đó, có cái gì dính tới trên mặt tôi à? Mụn thôi, không có gì đâu. Bà cô, có thứ gì nào, có lẽ có khi nào bà cô đang giấu tôi một chuyện gì đó không? Bà cô đang giấu gì đó? Thì mua ra, mày giấu súng, mày giấu dao, muốn đâm tôi gì? Bắn tôi hả? Tại sao lại hỏi như tại sao bất ngờ lại hỏi tôi như vậy? Tại sao cô lại hỏi tôi như vậy? À không, bởi vì có một thứ, có gì, có một tôi đang có một thứ gì đó khiến tôi là phải bận tâm về đó, về nó. Bận tâm? Thứ gì nó làm cô bận tâm? Ủa sao cái tiếng gió, ủa sao cái tiếng gió tắt mẹ rồi? Là heo? À không, sao nhạc lại tối sầm vậy? À, có phải là từ cái lần trước phải không? Cô cứ xuất hiện như thế đó, ngay trước mặt tôi. Magic. Bây giờ,
cô lại nói là cô có mối bận tâm về tôi, cô là có cái gì đó về tôi là khiến cô bận tâm ư? Bà cô bình tĩnh, từ từ bình tĩnh, chị đâu có đó. Chúng ta có khi nào chúng ta có thể nào giảng hòa được không? Cô nói như thế kể từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Cái ánh nhìn của cô về tôi ngay từ lúc bắt đầu. Bà cô. Cô Lai, cô. Tại sao tôi là người nhất còn ở trong cái thị trấn này? Tại sao cô cứ vài lần xuất hiện trước mặt tôi như vậy? Đây là cô có khả năng có thể nhìn xuyên thấu tôi. Cô có thể là có sức mạnh tâm linh để có thể đọc hiểu được tôi. À, không phải như thế. No, 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 no. Làm ơn, hãy tin tôi. Oh, mẹ quá, nhanh tắt rồi. Sợ bãi liền. Có vẻ như tôi đã có một sự hiểu lầm nhỏ nhỏ. Nhỏ nhỏ cái đầu bà. À, xin lỗi vì đó. Có lẽ tôi đã mất cái sự ngầu lòi của tôi. À, cái đó à. Má sợ da gà luôn rồi. Kể cả đó, có lẽ là quá muộn rồi phải không? Về tôi, giờ cô sẽ thấy tôi như một con mụ điên kể ra bây giờ, phải không? Này mày đọc không? Người thông cảm. Được rồi, tôi sẽ nói cho cô. Như cô thấy đó, tôi biết được cái chân tướng thực sự của cái con quái vật đó. Ế nani, cứ đi lân quanh như như thế đó. Tôi không biết có phải nó là một cái thứ gì đó như trong cái những huyền thoại đô thị, nhưng không phải như thế. Nhưng ít nhất tôi biết đó là gì, cái danh tính thực sự của cái cục trắng trắng đó, cái thứ mà nó có tay có chân và nó có đầu nhưng nó có lại không có mắt mũi miệng. Ý bà là gì? What the hell? Có vẻ như cô chưa được thông minh phải không? Bây giờ cô không thông minh lắm phải không? Thật ra kể từ khi cô có vẻ như không có thể có khả năng phán đoán mọi thứ tốt cho lắm. Khi cô là một kẻ ngốc vô dụng phải không? Chị nói là sao vậy? Rồi, ok. Ông lão, bà bị điên rồi. Bà bị điên rồi. Himuro-san. Tuy nhiên nếu như mình theo cách nào cũng vậy, anh ta có vẻ khá là chậm. Tới đây khá là chậm. Tất nhiên rồi. Đang ở trong một cái đang ở trong một cái hiện tượng mà gọi là paranormal, hiện tượng kỳ bí, đang bị một cái cục màu trắng không mặt nhưng có tay có chân theo đuổi mày. Dĩ nhiên là thằng kia nó phải chậm rồi. Đây là một cái cách nào không mong anh tay mà quy định không hiểu chưa? Ông lão ơi, ô ông lão ơi, bác ơi, con hỏi xíu. Một người đang chờ đợi sự cứu rỗi sẽ là briefing, briefing là cái mẹ gì quên quả rồi. Mọi người chờ mình xíu nha. Từ điển tra lại thì cũng dù mình cũng có học nhiều nhưng mà cũng có cả một số từ mình cũng chưa có tìm hiểu cho lắm. Mọi người chờ một chút xíu. Một người đang chờ đợi khá là đau buồn cho con người của ta. Buồn là sao? Đau khổ hả? Suffer.
đang chờ đợi, đang đau khổ cho cô. Nhìn gì? Ông nói làm tôi sợ không vậy? Thôi thôi, vô hỏi Himuro, chắc chắn là phải đi hỏi nó rồi. Anh ơi, đừng kiếm em nhanh. Anh đừng có làm cái gì đó mà hù em. Em sợ lắm, em sợ lắm. Yuro-san. May quá, cuối cùng chị cũng chịu gọi. Đây có phải là Mikoto-kun không? Mikoto-chan. Tại sao gọi là kun không phải chan? Nó là gái mà không phải trai đâu. Hiro-san, tôi rất là lo lắng. Tôi đã cố liên lạc một vài lần nhưng mà tôi vẫn không thể nào gọi được. Xin lỗi, xin lỗi, sorry, làm gì cắn. À không, tôi mới gọi xin lỗi. Tôi mới là người đã nói sẽ tới đó. Tôi thật sự xin lỗi. Không, tất cả mọi thứ đều ổn. Tuy nhiên, khi mà chúng tôi cố gắng chạy xe đi thẳng bao nhiêu lần, chúng tôi đều quay trở lại đúng một nơi. Tôi khá là tin chắc rằng đây chính là một sự kiện thiên nhiên, không phải một cái hiện tượng bất thường. Mikoto-chan, cậu ổn chứ? Hãy làm khi trả lời. Kaga-san, đưa cho tôi Tsuyoshi. Đây không phải là thời gian để nói gì cái đó. Liệu có ổn không Mikoto-kun? Có một người mà tôi biết khá là, đây là một người mà tôi quen khá là hiểu rõ về cái mảng này, vừa lết cái body tới cái trạm cảnh sát để điều tra về cái hiện tượng bất thường vào tối qua. Mà kế hoạch, tất cả kế hoạch đều đã thay đổi một chút, nhưng về khoảng thời gian thì khá là ổn áp, khá là đúng giờ. Anh ấy sẽ nói chuyện với cô ngay bây giờ. Nói chuyện ngay bây giờ, một cuộc nói chuyện này. Tôi đã nói anh ấy về tình hình của cô ngay trước mắt, nhưng mà hãy trả lời tất cả những gì mà cô được hỏi. Ok, cái anh ấy sẽ tới ngay bây giờ, ổn chứ? Gì được không? Yes, vâng, yes. Má ơi, đi hỏi cái này xíu rồi mà làm như lưu nhạc nó rùng rợn, má sợ chết bà, tưởng con kia tới. Cô là Himeno Mikoto phải không? À vâng, tôi là Kisaki Shota. Tôi phụ trách những phụ trách chính về cái những cái hiện tượng bất thường và những cái câu chuyện hư cấu, những cái về sự việc hư cấu hão huyền, rất hân hạnh. Vậy bây giờ cô đang mắc kẹt trong một cái tình huống như vậy ngay bây giờ đúng không? Khá là tệ. Cô có hỏng rồi. Xin em uống nước ấy. Tại tại bên dừng còn tê tê sau khi mà tập. Đây, dơ nước hơi khó, phải dơ vậy nè. Bây giờ vậy hơi khó khăn quá lắm. Nhưng bây giờ tức là bây giờ chúng ta phải làm cái gì đó. Tôi có vài câu hỏi cho cô, nhưng mà tôi sẽ để lại sau khi và tôi sẽ đợi sau khi cô trở về một cách an toàn.
Bên tôi đã nghe về Hero, về cái tình ở trước mắt, nhờ cho nên tôi sẽ hỏi ngay bây giờ trực tiếp luôn. Con có biết về Kune Kune không? Kune Kune nani? Sẽ là tốt nhất nếu mà nghĩ nó giống như là một cái dạng yokai, là kiểu là một dạng linh hồn á. Từ những gì mà tôi đã nghe có vẻ như nó là nó sẽ chịu thứ đó, chịu trách nhiệm cho cái sự kiện bất thường này, được gọi là Kune Kune. Nó khá là nó khá là phổ biến vào những năm 2003, nhưng tôi, Hiro và những chuyên gia khác trong cái sự kiện đó đã từ lâu biết một cách đơn giản là nó là một cái suy nghĩ lần đầu thoáng ra, như một cái sự ảo tưởng do cái do thiên nhiên gây ra, nhưng thực tế thì nó không phải vậy. Hallucination là với gọi hallucinate vào năm 1978. Ở một ngôi làng nọ, khoảng 20 người biến mất theo diện rộng, hay nói cách khác là điên loạn theo diện rộng, điên loạn theo kiểu lan liên tiếp đó. Và cái thị trấn đó đã hoàn toàn biến mất. Theo như những chứng nhân chứng, sau khi mà họ biết về cái thứ đó, sau khi mà hỏi về những người mà đã bị điên, nói nó có thể được tóm gọn miêu tả là nó là một cái thứ mà dạng người nhưng mà màu trắng trắng, cái thứ gì đó mà dạng người mà trắng trắng đó. Tất cả đó là những cái thông tin mà tôi có liên quan tới Kune Kune. Ôi kể chị, tưởng ông kể tôi nghe về cách lết cái bá địa ở đây chứ tiện kể tôi đó làm quần què gì. Con Kune Kune này nghe có vẻ khá là giống như là những gì mà cô đã kể, cô đã kể cho Himuno, và Himuno đã kể cho tôi, tức là cô đã kể cho tôi nghe. Cho nên tôi có thể chắc chắn rằng chính là nó. Với một cách có thể mà solo được với Kune Kune, đó chính là không nên tới gần nó, đừng có nghĩ về nó trước khi cô đã nhận ra nó đã quá trễ rồi. Nhưng tôi không thể ra ra đây. Nào, cái này get the fuck out of here. Chuyện đó, cô ngay bây giờ đang bị gọi là bị bắt bởi nhiều tầng lớp sự kiện bất thường. Không, có lẽ chính là cái thứ được gọi là Kune Kune. Himuro, tôi sẽ đưa máy lại cho Himuro ngay bây giờ. Tôi hiểu rồi. Còn ổn chứ? Để có ổn chứ? Himuro-san, Mikoto-kun, chúng tôi có những kinh nghiệm với nhiều sự khó khăn lúc trước. Lúc này tôi đã gần như đối mặt với sinh tử một vài lần. Nói chung là đối mặt với cái chết á, thích nói sinh tử vậy. Nghe nó hay hơn. Tôi không phải là người nhất đã trải qua những cái thứ rùng rợn kinh dị, cho nên cô đừng có lo lắng về bất kỳ thứ gì, bất kỳ cái gì cả. Cái này đây. Từ bây giờ cả ba chúng tôi sẽ tới giúp cô, chúng tôi sẽ cố gắng tất cả mọi cách để đi qua cái sự kiện này. Cho tới lúc đó đừng tạch. Hài lắm, đầu viên hài lắm, kêu mình tự 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 lật luôn. Vâng, tự nói kiểu gì, nói chung là vậy đó. Giờ chúng tôi sẽ
hết tốc lực qua đó. Chúng tôi đang tới đó ngay bây giờ. Rush, rush B. Ok. Mình không thể chết ngay bây giờ được. Xẹp. Cái tay mi hỏng. Má nổi da gà. Sao cảm giác đi sơ vu quá vậy? No. Má giờ đi coi chương trình trong khi bị một cái thứ màu trắng. Chương trình gì đây? Là như hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ coi chương trình là như hôm nay. Những thằng nó bị tập bởi cái con trắng trắng đó. Mình là đọc tao quá, mọi người tự xem nha, mình lừa đọc quá. Có tên bà cô đó kìa. Đúng không? Có tên bà phải không? Hay lắm, có tên mình luôn rồi. Hay lắm. À, tên bà cô luôn kìa, trời ơi. Em skip luôn được không? Chán ghê. Hãy để những linh hồn của họ được yên nghỉ. Cái đầu mày còn đang sống sờ sờ nè, nghĩ cái cục khiết. I don't feel so good. Nói chuyện chút xíu mà tới chiều luôn à. What the f. Kiếm ông bác. Ông bác ơi. Ông bác. Kiếm ông lão. Ông lão sẽ giúp chúng ta. Ông lão là tất cả. Hay lắm. Bây giờ anh đang đi cửa hàng tiện lợi rồi. Trời ơi. No. Còn nơi nào mình chưa đi không ta? Nhà máy đúng rồi, cái nhà máy. Mày không bắt được tao đâu. Mày tuổi. Cái nhà máy. Mình nhớ. Hôm trước mình có mình đã phải không? Ush, có chỗ trốn. Mày bắt được tao, bắt được không, bắt được không? Bắt đi, video, tuổi, đó làm gì đi, bắt đi, làm gì được nhau? Nhầm ba cái con này, ush, tuổi chúng tôi. Ồ, sao tự nhiên giờ lấy gió nó tĩnh lặng quá ta. Cảm giác này mới ổn tí nào cả. Giờ đầu tiên đi hỏi ông lão cái nè. Nói chung là mình dịch cái gì đó sai sót thì mọi người thông cảm nha. Ông ơi, bây giờ cháu phải làm gì kể từ bây giờ? Mặt trời sẽ sớm lặn. Nếu đó sẽ ra những đôi mắt của những gã đó và những anh bạn của cháu sẽ bị che mờ
cho nên đưa họ tới đây, kiểu chỉ huy của Blitzcrank á, kéo họ lại. Điều đó người đàn bà đó, người phụ nữ đó chắc phải ngăn bà ta lại, ngăn bà ta cô ta có cách nào. Ý ông là cái bà cô trong bộ đồ đỏ lét đã chói áo đỏ chứng tỏ là kẻ giết người. Cái gì đó của con người, cái biểu hiện khá là tàn nhẫn, nhưng đó chỉ là cách mà dẫn đến sự tàn bạo của họ. Nói chung là một cái câu này mình cũng không có rõ lắm, mọi người có gì thông cảm nếu mà có câu nào đó dịch, bỏ mọi người nào dịch câu đó này được thì chỉ cho mình nhé, comment dưới. Cái sự điên loạn của người đàn bà đó không phải là bình thường, bởi vì bà ta đã giết một ai đó trong quá khứ. Người đàn bà có già đó. Phía sau cái nhà máy bộ hai đó cháu chưa đi vào à, phía sau cái phía bên trong đúng như ta nghĩ, cháu chưa bắt gặp cái giếng đó ư? Rồi cháu vẫn chưa đối mặt với nó chứ. Well, không biết cái quê này mang nghĩa là cái giếng hoặc là cái kia tốt chưa, không chả biết. Cháu lên tới đó và nhìn và bay à, chứng kiến con đường nó được mở. Liệu cho nên cẩn thận người đàn bà đó, ta không biết bà ta sẽ làm gì tiếp theo. Nếu như có chuyện gì khẩn cấp xảy ra, hãy quay lại ngôi đền này. Yes, nói nha, có gì đó xảy ra quay lại ngôi đền nha. Rồi đi. Boy, yay, gotta go fast. Cái gì đây, cái gì mà mới như muốn nhảy quốc khúc nhạc rùng rợn vậy, what the hell. Ôi trời ơi, cái gì? Sao bà cười vậy? Tiếng cười của ai vậy? Của bà cô đó à? Ủa, mấy chân nữa của ai không? Bắt đầu rồi. Bắt theo. Có một đồng yên, một đồng... Có một cái đồng 5 yên đã rơi vào đó. Nhưng mà nó đã bị dơ và đen. Nó bị rỉ sét hay gì đó, biến màu đen. Có một vài con côn trùng ở trong cái bát hương, có quá nhiều chỗ nứt vỡ, có vẻ như nó sẽ và sao nó sẽ vỡ bất cứ lúc nào. Có vẻ như bằng cách nào đó, có vẻ như là mình đã tới một cái nơi mình méo lên tới. Vâng, nhưng mà tất nhiên là bạn phải tới, bạn mới tới thì bạn mới thoát được, còn bạn không tới thì mất cái mày gì, bạn sao bạn thoát được hả. Nó một cái ngôi mộ đã có tuổi, ai chịu trách nhiệm cho nơi này, ai biết, ở tôi hỏi ai. Nhưng cái dòng chữ ngày càng khó để đọc à, gọi là sao, ngày càng gọi là nó càng mờ để mà nó khó để mà đọc nó. Những cái rêu đang mọc lên. Nhưng mà nó có vẻ như không được toàn vẹn. Tại sao lại có một ngôi mộ ở cái nơi như thế này? Ai biết? Ngôi mộ này đã nằm ở đây từ bao lâu? Là đó ai mà biết? Có gì đây?
mình nên ra khỏi đây khá là kinh dị phải không? Còn cái mộ đó có tuổi, biết là kinh dị đó nhưng mà sao lại không ra? Nhưng bây giờ phát cái ô đây đó là cái mình nói đó. Well, này mình không biết đó là cái tốt hơn hay là cái giếng, nhưng mà nghĩ chắc là cái giếng rồi, cái cho cái câu đó. Có một cái luồng khí đang khá là ảm đạm và u ám đang thoát ra. Ở đâu vậy? Where are you? Oh, bà đây nè. Đây, bà con. Glitch. Bà cô, lại là cô. Coi tại sao cô phải tới một cái nơi mà khá là lùng rợn như thế này. Cô muốn chơi với tôi như lắm ư? Chơi gì bà, tôi mới vô đây, tôi mới ra khỏi đây chứ. Nghĩ sao tôi mà thèm vô à, tôi mà vô tôi chắc xón cả quần quá. Mặt trời sẽ sớm lặn thôi. Nếu như cứ ở đây cái tầm nhìn sẽ khá là sẽ ngày càng ít đi, nó sẽ khá là nguy hiểm. Cũng như nhau, bất kể nơi tôi đi, bất kể như nơi mà tôi đi, đây là nơi mà tôi cảm thấy bình an nhất, bình tĩnh nhất. Danh tính thật sự của con cái cục trắng đó tôi chưa nói cho cô phải không? Cô muốn biết ư? The Kune Kune phải không? Con Kune đó chỉ là một truyền thuyết đô thị thôi. Tôi muốn tầm, đây là một từ lâu. Có phải à? Giống như tôi nghĩ, cô có vẻ không phải là một cô gái thông minh cho lắm. Nó không thông minh không phải tôi nha. Tôi mà không thông minh sao sao tôi không định, tôi có cái cục lôi tôi vô đây. Tôi cầm cái AK nã bà nó. Cô có thấy cái giếng đằng kia không? Có. Cô thấy cái gì? Không có gì cả, bởi vì nó chỉ là một cái giếng sâu thôi phải không? Vậy à. Như cô thấy đó, vẫn còn một thứ gì đó vẫn tồn tại và chưa bị phân hủy. Thứ gì đó vẫn còn trong đó à? Xương người. Nãy như ông bác nói là nãy là ông nói là bà này giết người nào trong quá khứ, tức là bà giết ai đó, hay là tình nhân chồng bà, mà có thể là phi công giảm lắm. Anh trai bao sếp của chồng. What? Tôi sẽ kể cho cô khi mà cái việc nó đã xảy ra rồi. Cô thấy đó, thật ra một vài thập kỷ trước, vài chục năm trước, tôi đã một ai đó, một người nào đó thục một nhát, mấy chục nhát, cả trăm nhát. Hơn hết nữa, không ai khác, đó chính là đứa con của tôi. Hay lắm. Có cái khoảng thời điểm đó do sự mệt mỏi và căng thẳng, có gì đó đã hiện ra trong tâm trí tôi, và khi tôi nhận ra, đôi tay của tôi đã tôi còn không đủ can đảm để mang đứa bé tới bệnh viện. Cứ kể tôi nghĩ thế nào, tôi mang đứa con của tôi đi cả một quãng đường tới đây. Và sau đó bà làm cái gì? Tôi sẽ thảy nó xuống giếng. Pew! Giao lại bản thân tôi cho
cái gì ta, sự tội lỗi của mình nữa. Chả biết cái câu đó là sao nữa. Cảnh sát. Việc này không, nó không được báo cho cảnh sát à? Cảnh sát không biết à? Lúc đầu tôi nghĩ tôi sẽ bị bắt, nhưng và tôi bắt đầu tôi nghĩ là tôi sẽ bị bắt và không có gì có thể giúp được cho tôi, kiểu là chứng cứ ngoại phạm á, nhưng theo thời gian không có gì xảy ra cả. Và cảnh sát nghĩ nó chỉ là một cuộc bắt cóc ngay từ lúc đầu, họ chưa bao giờ nghi ngờ tôi. Chơi khôn vậy, nhưng mà chồng tôi dần dần nhận ra sau sự việc đó mọi thứ đã thay đổi, và không và ông ấy đã chia tay, đã ly dị với tôi không lâu sau đó. Cuối cùng tôi không trở về với gia đình của tôi sau khi mà tách ra không lâu ra ly dị với ông ấy, và chọn ở lại trong cái thành phố, trong cái địa chấn này, bởi vì tôi đang lo lắng về cái thứ Đó. cái cục trắng đó đó, cái cục trắng có tay có chân mà không có mặt á. Đôi khi cô thấy đó, khi tôi tới cái giếng đó, tôi cảm giác tôi đã bị gọi, tôi đang được gọi. Và rồi khi đi suy đó, nó nhìn lại tôi, hai ánh mắt nhìn nhau đắm đuối, và hơn hết một cái người bạn màu trắng đó. Có phải là The Kune Kune? Đại sĩ nha. Cú né chính là một cái truyền thuyết đô thị. Cái thứ đó là một cái linh hồn báo thù, phải, cái linh hồn đầy hận thù. Kể cả khi nó đã nhìn tôi hôm nay, cái thứ đó đã ra khỏi cái giếng. Lừa dịch nguyên câu đọc tắt cho lẹ. Cô đưa nó ra không? What the hell? Mà đánh à? Ai đánh cho đưa nó ra? Hả? Mà tào lao. Cô đưa cái thứ đó ra không phải cái giếng phải không? Hả? Ê du du ê du quan là do du du phường nha. Bà cô. Đó là như thế, mọi thứ đã được làm rõ. Đó giờ là sao mà tôi chỉ còn một mình trong cái thành phố? Đó giờ sao tôi bị thay tất cả mọi cái còn bao giờ đó? Đừng đừng tới đây. Sao cô lại chạy? Đúng như tôi nghĩ, bởi vì cô đã cảm thấy tội lỗi. Cô bị điên rồi. Cô đợi đó, tôi sẽ bắt cô phun ra hết tất cả mọi thứ. Tào lao, nghĩ sao tôi cho con có vật đó ra? Bị điên rồi. Chạy. Giờ cô chấp nhận rồi phải không? Nghe này, nghe người tôi nói. Cô muốn nói gì bây giờ? Cô chẳng có gì để nói cả. Mày nè. Assassin. Cho mày chừa. Thôi chạy. Chạy. Chạy má ơi, hết hồn. Chạy 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 kìa, xe kìa, chạy chạy phọt cứt lại lên, đây là chuyện khẩn cấp nè. Lên cái body gì vậy, cái đền. Quéo. Ya Brahma Mana Yashe Hanya Haramita Ji Cho Ken Gong Gai Kudo Yi.
Tèo 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 tèo. Ông ơi, có vẻ như cô ta đã giết chính con của cô ta trong quá khứ. À, khám Nhật Bản một có vài trường hợp đã có vài trường hợp mà giết chính đứa con bị giết bởi chính gia đình của họ đã có từ trong quá khứ, kể cả những đứa trẻ được bo được sinh ra trong với cái khoảng thời gian mà bất ngờ, kể cả thế chúng nó chúng những đứa bé đó nhưng không phải là ngoại lệ, kể cả khi chúng tránh về việc bị giết như là như mà bằng cách là trở thành đứa trẻ mồ côi và cố gắng sống nhưng mà chỉ có định mệnh tàn khốc chờ đợi chúng. Một cái ngôi làng nông nghiệp ở quá khứ sẽ it was not unusual to use people like this, sẽ không bình thường, sẽ không khá là bình không bình bất bình thường khi mà sử dụng con người như thế và rồi treo chúng lên như những con mù nhìn trong bất kể chúng nhìn như thế nào là chúng cố gắng chống chọi như việc chúng bị treo như một con mù nhìn và nó được truyền trong xã hội như là the kune kune. Cái danh tính thật sự của cái những linh hồn báo thù hận thù, chúng là những thứ đã được tạo ra từ những cái sự vô tâm từ những người mọi người xung quanh đã biến thành những cái linh hồn. Ông ơi, vậy bà cô đó, những gì cô ta nói không phải là chính xác, không phải là không chính xác hoàn toàn. Ông ơi, và trong cái sự kiện này, có thấy đó, chỉ có những cái ý chí và cái gì đó của Chúa, của Thần đã bị cắt xéo hay cái gì đó và trở nên phức tạp. Nhưng mà nếu như cô nhìn về phía đó, cô sẽ thấy. Không hiểu cái câu đó của mình là cái gì, không hiểu lắm. Và có vẻ như những người mà cô đang đợi đã tới. Ê? Ê, Mikoto-chan, cô ở đâu vậy? Hám gái, mê gái. Ê, quái, có phải quái ở cái đền không? Đó là Mikoto-kun, tôi tìm thấy quái. Yeah, vui nào, kể cả Mihomoro-san, yeah, đàn thủ nào, yeah. Có vẻ như đã lúc ta, cảm ơn cháu. Với ta, đối với ta về việc mà đuổi cái thứ đó đi, bởi vì có sự giúp đỡ của cháu. Bây giờ, cháu chỉ cần dọn dẹp tất cả mọi thứ với sức mạnh của chính cháu. Ta bây giờ đã quá mệt mỏi rồi. Ông ơi, Ikoto, có ổn chứ? Nó đau họng quá. Himuro, có vẻ như cô ổn. Tôi khá là sợ hãi cái lúc này, khi mà sợ cô có chuyện nó xảy ra. À, cảm ơn, tôi ổn rồi. Xe của tôi đã dừng ngay trước cửa đền. Nào hãy cùng nhau quay lại đền đột cảnh sát. Tôi sẽ hỏi mọi thứ, về tất cả mọi thứ sau đó.
Ok. Có gì vậy? Tại sao cô chưa đi? À không phải, tôi đi đây. Đây là ông lão chính là cái linh hồn mà bảo vệ cái ngôi đền này. Nhiệm vụ của ông là bảo vệ ngôi đền này không bị xâm phạm. Mình luôn đọc cái câu của con bé là cảm ơn ông. Rồi. Xem, xem. Rồi. Chương 2 được cú nè đã hết. Và mình xin phép dừng lại đây. Hẹn gặp lại mọi người vào cái video lần sau. Mình đang nghỉ ngơi này. Không, giơ tay được. Ây da. Hẹn gặp mọi người trong cái video lần sau nha. Bye, mình sẽ tiếp tục cái series này cho hết. Mọi người sẽ cố gắng chờ mình. Mình sẽ cố gắng làm cho xong hết tất cả. Peace.